xe 15 triệu, à 2015, giá 10 triệu hãng xe gì vậy bác? Yamaha anh 9 Ken à? Yamaha anh ơi. Có phun xăng điện tử đấy nhá, con lô ra đấy là có phun xăng điện tử đấy mọi người nhá, tiết kiệm xăng. Rồi. Cảm ơn anh em rất nhiều, cảm ơn. Vâng, okay. Có bác nào vừa hỏi AB217 đây thì em sẽ lên sóng cho mọi người nhá. Everblade 2017 bản xám đen. Bản thể thao đấy, bản này là bản thể thao nhá. Bản thể thao nó khác với bản thường là ở cái gì và bản cao cấp là cái gì. Thứ nhất nó là sẽ là vành càng là sơn đen, vành càng ra máy là sơn đen. Đấy. Và vỏ nó sẽ là quá chìa nhá. Làm một vòng quay xe. Xe thì sơn zin là nguyên zin, tem zin này. Đấy, có spa nhẹ một điểm, vài điểm ở đây. Chỗ này nó sức sát một chút, bên em có spa lại rồi. Đấy là tả chi tiết cho mọi người luôn nhá, không giấu giếm. Tất cả những đường nét này, sơn zin của nhà máy này. Có sức sát nhẹ thôi, những cái sơn zin của nhà máy này nó rất chi là chất bởi nó là sơn tĩnh điện. Rồi. Nó sẽ rất khó bong chóc theo năm tháng. Bản sport mà, cho nên là sẽ là đen, vành đen, thủ lát này. Không hóa chất tẩy rửa cho nên là nhìn nó màu nó thâm. Rồi, 2017 anh em ạ. Hơi ố đấy. Từ Liêm anh em nhé, biển Từ Liêm 29L162148. Để cho anh em 25.500.000. Tay sách thì có được bắn tỉa, yên áo nó vẫn còn nguyên zin anh em ạ. Tem mác này vẫn còn nguyên này. Máy tất móc cả đang nổ đấy nhá. Ừ. Ốp bố ốp bèo nha anh em nha, từ ốc thụt trở lên đi này. Đấy, sơn su vẫn còn nguyên zin theo xe. Rồi, nó là màu này là màu xám. Xám đen. Ok mọi người. 25.500.000 anh em ạ. Sạch sẽ ngon này. 2017. Sạch sẽ ngon này. Bản mua LED về chỉ việc sử dụng đây. Tất cả những cái LED đường bấm ghim của nhà máy này. Rồi. Nguyên bản hết. Sản phẩm bên em là sản phẩm thật anh em nhá. 25.500.000 bán ra với giá tiện tại cửa hàng là 25.500.000, đời 2017, form đèn LED. Đấy, có anh em nào quan tâm không ạ? Thực ra những dòng này anh em biết rồi. Form dáng đẹp đúng không ạ? Form dáng nó vẫn cũng được nhiều người ưa chuộng. Nhưng để mà nói nhiều người ưa chuộng là bản form mới. Còn form cũ đời 2010, 2011 ấy, em vẫn thấy nhiều anh em thích hơn. Đúng ạ, nhưng mà tùy từng anh em một, có những người thích form đấy và có những người thích form này. Xưa em mua NH125 màu đỏ. Đỏ năm 2016 bên mình. Giờ mới thấy xuất hiện trên TikTok. Ốc quý động. Ui em ơi, lâu phép rồi đấy em ạ. Lâu phép rồi đấy ạ. Trên fanpage thì bọn chị làm nhiều năm thương hiệu rồi. Còn hiện tại TikTok thì nói thật ra anh em là mới xuất hiện chắc tầm năm nay thôi. Mới tập chơi thôi. Ừ, không cũng một mới, năm rồi. Đăng thì cũng TikTok lâu rồi nhưng mà đăng thì rất là lâu rồi. Cũng nền tảng này thì vào lâu rồi nhưng mà để live stream trực tuyến. Hiện tại là nói thật với anh em là live trên 1, 2, 3, 4 máy. Đấy anh em nhìn này, 1, 2, 3, 4 máy. Trên đa nền tảng. Thế nên anh em biết rồi là đời 2012 đời đầu anh Nguyễn Đình Quảng ạ, xe đời đầu tiên. Nhưng mà thôi được cái nó chất lượng 1 năm 10 nữa. Vâng, lên sóng cho các bác một chiếc SH1 màu đỏ mận 9 đây. Lướt qua một vòng quanh xe để em mô tả chi tiết nhá. Xe thì sơn zin bên em có spa một vài điểm. Chả góp nhưng được mà tất anh cả em là cơ bản là vẫn còn sơn zin rất chi là nhiều nhá. Đấy, những cái vết xước nhỏ nhẹ này ở trên xe này bên em vẫn giữ nhé. Bởi vì cái lớp sơn zin của nó rất chi là đẹp. Bên em không bắt buộc chỗ nào, vị trí nào phải tỉa, bên em mới tỉa. Còn những cái vị trí mà nó chỉ hơi xước nhẹ thì bên em cố gắng giữ zin. Vành càng còn sơn zin ạ. Vâng. Phần vỏ nhựa này, hết sức liền lạc này. Không nứt vỡ. 2017 đúng không? Vâng. Chắc chắn đầy đủ nhá. Da máy còn nguyên zin. Rồi, em này thì tình yêu thương, giá tình yêu thương anh em ạ. Chưa đổ ngã gì cả cho nên là chưa xước sát gì. Có một hai vết tì khi mà quá trình dắt xe mình quẹt vào xe khác thôi. Phần nhựa sần đấy từ trước ra đằng sau màu sắc nó còn nguyên bản hết sức là đẹp. Em nó đến từ biển 93 M129244. Chào chị lại chưa thấy con 93 nữa đây. Tay sách này là có spa rồi nhá. Rồi. Tay sách này đã được spa rồi. Đấy, cái tay sách thì mọi người biết rồi. Cái dòng xe tay sách sơn phun này thì là hóa smart cây này. Đỉnh phần nhựa sần đấy ạ. Ừ. Rất là đẹp nhá. Đấy mới chỉ vệ sinh, không có sơn xi gì ở trong này cả. Tất cả là màu nhựa nguyên bản. Rồi em chi tiết thêm một vòng nữa là một chiếc đời 2018 khóa smart key. Anh em nhá, biển nó là biển Bình Phước thì đương nhiên là cái giá thành, nếu biển Hà Nội con này nó rơi vào tầm khoảng 40 trên 40 triệu. Đấy anh em nhìn gờ gáy này, phím này, tay cầm vẫn còn nguyên zin theo xe. Tiếp tục mà quay mặt tất trên cả nó cô zin nhá. Vâng,
giá bán ra cực kỳ là yêu thương cho anh em. Chờ em kiểm tra lại xíu, tại vì em nói thật mọi người là nếu miền Hà Nội tầm 40 đến 42 triệu đời 2018 mọi người nhá. Nhưng mà em này nó là biển tính. Có anh em nào yêu biển Bình Phước không ạ? Hạ tháng 12 năm 2018. Quá xuất sắc. Đấy, nghe máy hộ em. Như này. Anh em có thể rút hồ sơ, nhưng mà thôi anh em mà cân đối giúp em, tại vì giá thành nó không cao. 35 triệu bán ra cho anh em một chiếc đời 2018 tháng 12 năm 2018 mọi người nhá. Giá chỉ bằng màu đỏ đô thôi ạ. Đúng rồi, với lại là bằng một chiếc xe đời 2015. 15. Đấy. Đây nó tận 2018, duy nhất cái biển tỉnh anh em nhá, biển Bình Phước. Có anh em nào quan tâm Bình Phước ở đây không ạ? Đấy, 2018 tháng 12 2018 bán cho anh em 35 triệu thôi. Đấy, anh em nào chốt được thì luôn. Vâng, còn tất cả riêng về an ninh, pháp lý và chất lượng máy để Hoàng Kiên lo cho anh em rồi. Nên anh em cứ yên tâm mà hạ tiền mà mua thôi mọi người nhá, không phải lo lắng gì cả. Kể cả anh em Bình Phước. Bên em ship tất cả các tỉnh nhưng không bao ship, không bao rút hồ sơ. Giá hiện tại 35 triệu em bán luôn tại cửa hàng anh em nhá. Nên anh em nào quan tâm thì mua hộ em với ạ. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Lên xe khác cho chị đi em. Đấy, làm sao là ngày hôm qua like liên miên quá để like càng buổi like được có chục hơn chục con xe. Đấy, mong tất cả anh chị em thông nhiều chứ anh XI 155 là nhà em nhiều mà. 150 đầy. 155 thì nhà em cũng rất nhiều. Phong dáng mới có mà anh em. Rồi nhỏ xinh gọn cho chị em dáng mignon như em. Đấy. Mignon chiếc nhỏ nhỏ xinh xinh. Chiếc xe này thì đích thân em hợp mua của khách chính chủ. Ừ. Vâng. Xe để thì biết rồi, giới thiệu cho dễ thôi nhanh. Xe chất ly lông dán kín cả xe. Ừ. Đấy. Xe này là em hợp mua nhá, ly lông dán kín cả xe. Đấy. Ừ. Máy móc các thứ tất cả là nguyên zin hết. Ừ. Xe thì em sẽ lướt một vòng quanh xe cho các bác xem nhá. Rồi. Vâng. À, đời em nó cũng không được cao lắm cho nên là cái màu sắc nó sẽ hơi ngả xuống nhưng mà vẫn là cái màu trắng gì đấy mà nó rất chi là đẹp, chưa bị ngả vàng, cũng hơi ố ố một chút thôi. Sơn zin tất cả là nguyên zin hết nhá mọi người, vành bánh càng này đấy, sơn zin hết. Làm một vòng lên xem tất cả phần vỏ nhựa này liền lạc này, không nứt vỡ này, có xước sát thì không thể tránh được đâu mọi người nhé. 2015 không thể tránh được bởi vì là xe từ 2015 đến bây giờ chính chủ một chủ sử dụng từ đầu. Ừ. Đây, cái dòng này thì nó hay bị vỡ cái này, nếu mà do trường hợp là bãi gửi xe mọi người va quẹt vào là vỡ, nhưng mà cái này là vẫn nguyên zin này, chỉ hơi xước sát một tí thôi. Ừ. Biển số là 29B1 đến từ quận Ba Đình 58175. Thôi, bình thường em bán cho con này 10.500.000 anh em ạ. Nhưng mà thôi ngày hôm nay thì hoan hỉ. Đời 2015 anh em nhé, màu trắng, xe chính chủ một chủ từ đầu, vân tay đầy đủ luôn cho anh em. Bởi để cho anh em bao tiền 10 triệu. Dọn sạch sẽ ngon lành cành đào rồi anh em ạ. Hạ giá cho anh em luôn 500.000. Bình thường được 2 triệu mà giờ giảm 500 còn có 1.5 triệu anh em ạ. Vâng, cơ bản là con xe này thực ra gọi là dọn thôi thì cũng không phải đầu tư gì tiền vào đây cho nên là bên em thôi hạ cái giá thành thay vì bỏ tốt tiền nhất, vào đầu tư tốt thì nhất. Chị Dung đã hạ giá tốt nhất cho mọi người rồi. Ừ. Cốp rộng nhá, xe nhỏ nhắn xinh xắn mà chị em nào mà lắm 1m45, 1m50, 1m60 đi là rất chi là hợp lý luôn. Đúng rồi. Tại vì là cái quan trọng là nhiều khi là đi là mình cũng cần phải có cái form dáng đi cho nó cân. Ví dụ như là những cái dòng xe nó vừa vừa. Đấy. Em đẩy xuống cho chị ngồi. Đấy. Em đẩy hẳn kiểu xuống. Kiểu dáng này thì nó hết sức là thời trang nhé mọi người nhé. Đấy, chị Dung 1m60 đây, không phải 1m49 đâu. Đấy mọi người. Đấy. Em 1m60 anh em ạ. Đấy, vừa vặn nhé, kiểu dáng xinh xắn, vẫn nhỏ nhắn xinh xắn này. Vẫn là 1m60, kể cả 1m50, 55 đi vẫn ok. Tại vì chân em bình thường đi như thế này là bọn em chân vẫn đẩy ra rất là nhiều, rộng đúng không ạ? Ờ, rất là thoải mái. So để mà so là con xe này thì so với giá em thì cũng không phải là nuốt giá. Đúng không ạ? Em ơi xe non hơi sao? Hơi non hơi đấy. Hơi lặng lặng đúng không? Dạ, non hơi. Thôi, 10 triệu đồng anh em nhá, một đấy. Chiếc 2015, một chính chủ một chủ từ đầu. Động cơ 125 mạnh mẽ, tiết kiệm xăng đến từ hệ thống phun xăng điện anh tử. Anh Bình Đôn, anh ơi có 10 triệu đây anh ạ. Riêng dòng xe này bên em vẫn cam kết bảo hành chất lượng máy cho anh em. Máy con này 6 tháng mới máy đúng không? Vâng, con này kể cả bảo hành 1 năm em học cũng vẫn yên tâm. Đúng vì rồi. Em học mua em học biết là cái tại xe vì, này rất là chất. Đúng rồi, anh em những dòng từ đời 2015 đến tận bây giờ thì mọi người kể cả hãng người ta cũng không tập không bảo hành đâu. Nhưng mà riêng mua của Hoàng Kiên thì anh em biết rồi. Uy tín, chất lượng, bảo hành cho anh em vẫn máy móc ngon lành cành đào, sơn Yamaha. Sơn nguyên zin hết, chỉ xuất sát một vài điểm nho nhỏ bên em vẫn cố giữ zin. 10 triệu mọi người nhá. Vâng, 10 triệu thôi ạ.